Út Mềm xin chào tất cả các bạn nha. Chúc cho tất cả các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ nè. Hôm nay tiếp tục mình sẽ chia sẻ thêm một số mẫu đồ bộ mà mình vừa mới may xong cho khách đó. Thì mình chia sẻ cho các bạn cùng xem tham khảo nha. Mẫu đầu tiên của video hôm nay đó là mẫu đồ bộ áo quai. Chất liệu là tầm ý nha, sọc ý. Thì co giãn 4 chiều. Ở đây mình may áo quai, quai bản 4cm. Phía trước thì mình gã phối, mình chở sọc ha. Đây, cổ tim. Ở đây mình may cổ tim. Sọc thì mình chở lại, mình làm kiểu trên cái phần quai của mình thì mình cắt cái phần vải, mình cắt đường găng cưa hai bên rồi mình dúng xếp ly lên kênh cái phần quai tạo kiểu ha. Phía trước mình gã cái hình chiếc nơ đó. Ở đây mình may vặt ngang. Cái hình chiếc nơ này mình sẽ chở sọc xuôi lại. Rồi mình đơm mấy cái hạt cờm ngay chính giữa ha. Mẫu thứ hai là một cái mẫu đồ bộ sọc Quảng Châu màu nâu tây ha. Ở đây mình may quần ống lo, áo thì vạt lệch. Đây, cái mẫu này thì mình có chia sẻ cái cách cắt ở cái video trước đó ha. Thì ở đây là cổ vuông tim, vạt lệch, bâu thì bâu cánh én, mình có gã phối, mình gắp màu đen ha. Mình gắp đen theo cái đầu bâu nè, rồi mình may tạo kiểu. Cổ thì cổ vuông tim. Ở đây mình gã luôn cái phần thân này để mình cắt được cái vạt lệch ngắn dài như vậy ha. Bên cái phần eo thì mình cũng có làm kiểu nè, cho nó hợp trên với cái phần bâu của mình. Tay thì mình may tay dúng xếp chân gết ha. Rồi mình xếp ly trên cái phần đầu vai của mình luôn. Phần băng tay thì mình may băng tay đen nha, cho nó phù hợp. Bên thì mình thiết kế bên cong. Mẫu này mặc rất là sang luôn. Quần ống lo, mình may cái vôm quần tây ha, rất là đẹp luôn. Rồi mình qua mẫu số 3. Mẫu số 3 là cái mẫu áo quai cổ vuông ngang. Cái mẫu này thì màu vàng bò ha. Mình may kiểu quai mà quai đánh chéo trên cái phần cổ của mình. Áo này mình may cái phơm dài nha, mặc với quần ôm. Ở đây đồ này của khách hơi bự con nên mình treo lên canh này nó hơi rộng nha. Áo mình sẽ tà nè. Quần là mình may phọc quần tây nha, dây thun nhưng mà phọc quần tây. Phía trước mình có gáp nè, mình gáp một cái phần bản lớn để mình kéo lên ngay cái phần giữa, nhìn giống cái hình nơ luôn ha. Đây phọc dài kết hợp với quần ôm ha. Đây tại đồ của khách bự con mình treo mình thấy nó rộng vậy đó. Mẫu này đơn giản nhưng mà mặc rất là đẹp. Mẫu tiếp theo là một cái mẫu áo màu đen. Chất liệu là thun sọc Quảng Châu co giãn 4 chiều nha các bạn. Thì ở đây là mình may cổ vuông vô cánh én, có rút chúng cái phần ngực phía trước. Cái mẫu áo này được rất là nhiều khách hàng của mình yêu thích đó, nên hôm nay mình may lại nữa. Mẫu này thì mình may tay liền. Phía trước thì mình kết cái hạt cờm ha, hạt đá đó, cho nó sáng, nó tạo điểm nhấn ngay cái phần cổ vuông tim của mình. Thì cái mẫu này do rất là nhiều bạn yêu thích và yêu cầu nên mình cũng đã có làm cái video hướng dẫn chia sẻ cách cắt và may được cái mẫu áo cổ vuông tim một cánh én như vậy. Hôm nay thì do khách yêu cầu thì mình may lại ha. Một cái mẫu áo nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà mặc vô rất là đẹp. Cái phần cổ này mặc nó ôm sát vô cái phần vòng ngực của mình, nhìn rất là đẹp luôn ha, tôn dáng cái dòng ngực của mình á. Bên thì mình thiết kế bên cong nha, nên mình mặc cái nách nó ôm sát, nó không có bị hở cái nách phía trước này nè. Nó đẹp là nhờ cái hạt cờm, cái hạt đá phía trước này nha các bạn. Màu đen mặc cực kỳ sang luôn. Ở đây là đồ bộ bình thường thôi đó, mình may đồ bộ bình thường. Áo này mình may vạt ngang, không có xẻ tà nha. Các bạn xem video của mình, nếu thấy có hữu ích với các bạn thì các bạn nhớ bấm ủng hộ mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích, hoặc là chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mẫu số 5.
Mẫu số 5 của mình là cái mẫu áo cổng cổ khuôn tim. Ở đây mình may chất liệu là thun tơ hoa. Thì mình may cổ khuôn tim mình gã phối. Tay thì tay ghen ha, mình tay lưới sao á, lưới mà có hình ngôi sao chiếu sáng lấp lánh ha. Thì phía trước thì mình phối cái màu đen, mình có may thêm một cái lớp lưới phía trước luôn đó. Tay tay lưới, cái băng tay thì bằng vải của thân áo. Cổ vuông này mình có may thêm một cái đường giống như cái sợi dây nơ luôn, mình may dính lên luôn. Và mình đóng mấy cái hạt chuỗi 8 ly lên tạo kiểu ha. Cổ thì mình viền cổ một phần, mình viền màu đen. Phía trước này mình may dư hai cái sợi dây đó, rồi cái mình buộc thành chiếc nơ ha. Áo này mình may áo vặt ngang, chung ngang bình thường. Cái mẫu áo này của một vị khách khá là lớn con ha. Mẫu tiếp theo cũng là chất liệu thun tơ hoa nha các bạn. Ở đây mẫu áo này của khách lớn con lắm, thì mình treo nó phủ mặt canh của mình luôn. Rồi mình bóp phía sau lại ha, nên cái vai nó hơi xệ nè. Ở đây mình may cổ trái tim, mình gã phối cái phần màu, phần vải màu á, mình gã phối, mình tạo kiểu ở trên cái phần trên cổ ha. Rồi mình đơm thêm ba cái hạt đá tạo kiểu theo cái đường gợn này nè. Bên đây thì mình lộng thêm hai cái lá, rồi mình đóng mấy cái hạt chuỗi 8 ly lên đây. Mẫu này đơn giản ha. Tay thì mình may tay bình thường thôi. Rồi cái mình gã mình phối thêm cái phần vải màu cho nó phù hợp trên cái phần cổ. Ở đây cổ thì mình may cổ trái tim, nhấn gốc viền một phần bình thường thôi ha. Mình qua mẫu kế tiếp. Mẫu kế tiếp này là cái mẫu áo màu xanh. Ở đây mình may vặt ngang, đô gợi, cổ vuông nha. Mình gã đô, ở đây mình gã đô, mình phối cái phần vải đỏ huyết vô. Thì mình cắt kéo găng cưa đó, rồi mình phối vô cái phần yếm phía trước nè. Rồi mình trang trí thêm mấy cái hạt chai màu chì vô ha. Thì cổ vuông mình viền một phần. Tay thì mình may tay lỡ ha, nhúng xếp chân gết. Rồi trên cái phần vai thì mình cũng xếp ly luôn. Băng tay thì mình phối cái phần băng tay màu đỏ luôn cho nó hợp với cái phần cổ phía trước nha. Năm mẫu cuối của video hôm nay đó là chung của một vị khách nha. Thì đây là cũng một cái mẫu áo cổ tròn vạt ngang nè. Ở đây mình gã phối cái màu đen phía trên cổ giống như cái phần bâu sen nhọn vậy ha. Nhưng mà ở đây mình gã phối liền vô cái thân áo của mình luôn. Phía trước mình đơm ba cái hạt đá. Đây cổ tròn diện một phần, rồi mình phối thêm những cái đường chỉ thiêu, rồi mình đính thêm những cái hạt đá theo cái viền bâu của mình ha, để tạo kiểu thôi. Cái phần bâu đen thì mình giữ nguyên. Tay thì mình dúng trên cái phần vai chút xíu thôi. Dưới ống tay thì mình để thẳng, mình may phần băng tay bình thường. Tại ở đây đồ của khách bữa con thì mình không có may kiểu cọt gì nhiều ha, chỉ sơ sơ thôi. Rồi mình qua cái mẫu cuối cùng của video hôm nay nha, là cái mẫu áo màu cam, nền cam ha, có họa tiết. Thì ở đây chất liệu là thun tim Mỹ. Thì ở đây mình may cổ trái tim, mình gã xéo một bên ha, viền một phần. Mình đơm thêm mấy cái hạt còm phía trước, và mình kết hợp cái phần gân ghìa theo cái đường gáp màu đen của mình. Tay thì mình may tay dúng trên phần vai nhẹ. Mẫu này thì mình cũng may vặt ngang luôn, chung với bốn cái mẫu trước luôn đó. Video của mình tạm kết thúc ở đây nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa nha.